dẫn đối tác nước ngoài đi ăn bếp nướng than. Và cái kết, ông sếp của Sơn á, nổi tiếng là người keo kiệt, lần này á, có đối tác nước ngoài đến, ông bắt mình dẫn đi ăn á, mà đưa có 600 cành à. Cũng may cho Sơn á, là tối hôm qua mới đi dạo dạo khu Sư Vận Hạnh này, nên mới biết được cái combo của quán gỗ này. 599 mà được 3 món: gỏi, nướng, lẩu và cả nước cho 3 người. Gỏi tôm thịt thì có 3 lựa chọn này nè. Món nước thì có bò tùng xẻo, vú heo, tôm sú. Mình đã chọn lẩu gà ớt hiểm thay vì lẩu ếch lá giang, lẩu cua hay là lẩu cá. Mà không biết quán chặt cái củ hủ này ở Bến Tre hay là Long An mà ăn nó giòn ngọt quá à. Gỏi được trộn với gia vị khá là vừa miệng, đầy đủ rau thơm, đậu phộng, hành phi. Ăn chung với bánh phồng tôm nữa thì thôi thực sự là quá cuốn luôn á. Về cái món bò tùng xẻo á, thì mình thấy dĩa bò thì không quá to, mà được cái miếng bò được cắt khá là dày, miếng nào ra miếng nấy. Ăn vậy thì nó mới sướng cái miệng chứ. Nhìn cái nước sốt này mới đầu mình cũng tưởng đâu là chao á, nhưng mà không phải vậy đâu nha. Đây là nước sốt gụ rum của quán, đặc biệt pha chế dành riêng cho món bò nướng này á. Điều đặc biệt mà ông khách của mình cũng rất là thích đó là ở đây nướng bằng bếp than. Ổng cứ gật gù mãi khen bò ngon, rồi còn hỏi mình ở chỗ mua cái bếp này mang về để mà nướng nữa đó. Món thứ ba đó là lẩu gà, mà công nhận cái quán này chịu chơi dễ sợ, combo dễ vậy mà mang nguyên con gà ra luôn á. Mà đúng chất gà tre có khác, cái con nó nhỏ nhỏ mà ăn nó dai và chắc dễ sợ. Theo kinh nghiệm ăn uống của Sơn á, thì chưa cần ăn mà chỉ nhìn vào cái nồi lẩu nè, dĩa rau và con gà với lại cái nước súp thôi thì cũng đoán được cái món lẩu này không thể nào mà dở được hết á. Mà quả thật là vậy nha, mặc dù là nhìn có nhiều ớt á, nhưng mà cái vị nó không quá cay, lại thơm thơm cái mùi thảo mộc rất là đậm đà và ngọt thanh. Húp miếng nước lẩu, cắn miếng gà, không biết tả làm sao mà cảm giác đó giờ nghĩ lại vẫn còn thèm á. Combo thì đã có sẵn 3 phần nước rồi, vì là hẹn với đối tác cho nên là Sơn có thói quen đi sớm khoảng 30 phút. Lúc mà rảnh rỗi á, có đi xung quanh quán để xem thử thì thấy quán này khá là sạch sẽ và sáng sủa. Không gian quán này thì đủ chuẩn để làm tiệc nhỏ hoặc là tiếp khách rồi á. Mà combo này chỉ kéo dài đến hết tháng 10 thôi á, cho nên là ai muốn dẫn bạn hay gia đình bạn bè đi ăn hay là lay ra thì tranh thủ đi nha.